Shop dụng cụ săn mắt xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em Vũ sẽ giới thiệu cho tất cả anh em mẫu lồng bắt cầy bạc má, bìm bịp, chuột cống nhum, sóc. Một loại bên này nhá. Loại bên này là lưới bị rỉ. Loại bên này là lưới chống rỉ anh em nhá. Đấy, để em đo kích thước đầy đủ cho tất cả anh em nhá. Dài 31 phân. Cao là 16 phân nhá. Đấy. Rộng 16 phân. Cái lồng này lồng chống rỉ nhá. 16 x 16 x 31. Lưới chống rỉ sét nhá. Còn cái lồng này 15. 15 cao này. 15 x 15 x 30 nhá. 15 x 15 x 30. Đấy. Hơn nhau có một tí thôi. Cái lồng này em đang bán với giá là 35.000 một cái. Cái lồng chống rỉ này em đang bán với giá 40.000 một cái. Đấy. Anh em nào có mua 10 chiếc trở lên thì mất tầm khoảng 30 35 40.000 thì ship rồi nhá. Hàng của em bán giá cả phải chăng, nhưng mà anh em phải chịu tiền ship. Còn hàng của người ta là hàng bán giá cao nên người ta bao ship được cho các bác nhá. Đấy. Lồng thì cực kỳ chắc chắn nhá. Cái lồng chống rỉ này thì cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn rồi. Rất chắc chắn. Cái lồng hàng bình thường này cũng chắc chắn nhá. Mối àn mối miếc này. Em báo giá lại cho các bác tham khảo nhá. Lồng chống rỉ là 40.000, lồng không chống rỉ là 35.000. Đấy. Em chào các bác nhé.